5 loại rau đắt hơn thịt nhưng đáng đồng tiền, ai cũng muốn tìm mua, ít nhất phải ăn một lần trong đời. Dù đều là rau xanh, nhưng những loại rau này có giá từ khoảng 100.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng 1 kg. Dù vậy, chúng vẫn được rất nhiều người săn tìm để mua ăn. Loại rau đầu tiên phải kể đến là rau sắng chùa Hương, đắt gấp 3 đến 4 lần thịt. Có giá bán khoảng từ 300 đến 400 nghìn đồng 1 kg, tương đương với 3 đến 4 kg thịt. Sở dĩ loại rau này có giá đắt như vậy là vì từ khi trồng đến lúc thu hoạch đầu tiên phải mất từ 3 đến 5 năm và sau 10 năm mới thu hoạch được một số lượng lớn. Người ta thường mua rau sắng về để nấu canh, có thể nấu với xương lợn, tôm nõn giã nhỏ, thịt gà, cá rô, cá quả đều cho vị canh rất thơm ngon và bổ dưỡng. Rau sắng không chỉ là món ăn ngon mà còn bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe, nhất là đối với phụ nữ mang thai. Từ xưa, các cụ đã coi rau sắng không chỉ là một món ăn thông thường, mà còn có tác dụng chữa dị ứng, chữa đổ mồ hôi trộm, chữa đái dầm ở trẻ em. Theo lương y Luân Quốc Tuấn, người đã học đông y lâu năm ở Trung Quốc, thì rau sắng đều có những công dụng kỳ diệu. Lá rau sắng có vị bùi ngọt, tính mát, rễ vị hơi ngăm đắng. Theo đông y, lá và rễ rau sắng đều có tác dụng mát huyết, lợi tiểu, giải độc. Khi bị nhiệt do bia, rượu, chỉ cần giã khoảng 40g rau sắng, chắt lấy nước uống trong khoảng 2 ngày sẽ giảm hẳn. Lá rau sắng còn chữa sởi, ho, viêm phổi, sốt cao, đái rắt, tiêu độc. Rễ rau sắng rửa sạch, giã nát ép lấy nước uống trong ngày, có tác dụng lợi tiểu, thông huyết, kích thích tử cung co bóp. Theo nghiên cứu, trong 100g rau sắng có chứa tới 0,08g chất béo, 9g đường, 503mg kali, 15,7mg sắt, 13,5mg mangan, 0,45mg đồng, 85mg canxi, 0,88mg B2. Rau sắng rất giàu đạm nên được khuyên dùng thay thế đạm động vật nhằm hạn chế những rối loạn chuyển hóa canxi gây loãng xương và sỏi thận. Với những thành phần trên, rau sắng được khuyên dùng cho người muốn giảm cân và người bị tăng huyết áp. Loại rau thứ hai là rau chùm ngây, đắt ngang thịt. Với mức giá 100.000 đồng 1 kg, tương đương với 1 kg thịt lợn. Loại rau này được nhiều người ưa thích vì nó được coi là rất có lợi cho sức khỏe. Được biết, lá chùm ngây còn chứa nhiều dưỡng chất hơn cả quả và hoa. Tính theo trọng lượng, trong đó vitamin C cao hơn cam 7 lần, vitamin A cao hơn cà rốt 4 lần, canxi gấp 4 lần sữa, sắt gấp 3 lần cà bó xôi, đạm nhiều gấp đôi sữa chua và potassium gấp 3 lần trái chuối. Loại rau thứ 3, rau đắng, rau càng cua, đắt chẳng kém thịt. Với giá bán khoảng 95.000 đồng 1 kg, rau đắng biển và rau càng cua được xem là một trong những loại rau có giá đắt chẳng kém giá thịt. Nhắc đến rau đắng biển, rau càng cua, nhiều người nghĩ ngay đến những món đặc sản quê hương quen thuộc. Nếu như trước đây, hai loại rau này là món đặc sản của giới dân quê, thì hiện nay, chúng lại trở thành món rau được những người thành thị tìm mua. Những món ăn dân dã từ rau đắng có thể kể đến như rau đắng sống chấm mắm kho, rau đắng ăn lẩu cá, rau đắng nấu cháo cá, rau đắng nấu canh cá, rau đắng xào, v.v. Theo các tài liệu y học cổ truyền, rau đắng có tính mát, vị đắng, có khả năng thanh nhiệt tiêu độc và là thần dược để chữa nhiều loại bệnh. Trong khi đó, rau càng cua là loại rau mọng nước có vị ngọt ngọt, the the và đặc biệt có chút nhẫn nhẫn, ăn một lần là nhớ. Theo đông y, rau càng cua có vị chua, tính sinh dịch, giải nhiệt, nhiều chất bổ. Rau càng cua thường được dùng để làm các món nộm, chỉ cần rửa sạch rồi trộn cùng dầu giấm, ăn kèm trứng luộc cũng đủ làm dậy lên vị ngon của loại rau này.